Nhận định Newcastle với Aston Villa 3 giờ ngày 13 tháng 3, vòng 28 ngoại hạng Anh, Newcastle sẽ trở về sân nhà và đón tiếp Aston Villa. Có thể thấy, phong độ của cả hai lúc này đều rất bất ổn. Nhận định Newcastle với Aston Villa là một cặp đấu khá hay và kịch tính ở thời điểm hiện tại. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mùa giải năm nay Newcastle đang lâm vào tình cảnh khá bết bát. Sau 27 vòng đấu, chủ nhà chỉ mang về vòn vẹn 27 điểm và đang bị nhóm cầm đèn đỏ áp sát phía sau, với khoảng cách một điểm nhiều hơn. Khả năng rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ với Newcastle là rất cao. Phong độ gần đây của đội bóng này cũng không tốt. Năm trận gần nhất trên mọi đấu trường, trích tròe tháng 1, còn lại là thua 2 và hòa 2. Sắp tới đón tiếp Aston Villa trên sân nhà, khả năng nhận về thêm một thất bại nữa với Newcastle là không nhỏ. Về phía đội khách, Aston Villa từng có thời điểm đứng trên đỉnh của bảng xếp hạng Premier League, tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn, khả năng cạnh tranh với các đội bóng top đầu là điều không thể. Thầy trò huấn luyện viên Dean Smith hiện tại đang xếp vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 40 có được sau 26 vòng đấu. Trước các đối xếp dưới, The Villa thường mang về những kết quả tốt, vì thế chuyến hành quân đến sân của Newcastle sắp tới. Nhiệm vụ mang về 3 điểm là không quá khó với thầy trò huấn luyện viên Dean Smith, nhận định Newcastle với Aston Villa thành tích đối đầu trong quá khứ giữa hai đội nghiêng về Aston Villa. Trong năm lần gần nhất hai đội chạm trán nhau, Aston Villa đã hai lần đánh bại Newcastle và để thua một lần, còn lại là hai trận hòa. Qua các phân tích trên, có thể kết luận rằng Aston Villa trận này sẽ là đội kèo trên và chấp Newcastle một trên bốn trái. Tỷ lệ tài xỉu là 2 một trên hai trái và có dấu hiệu giảm điểm ở cửa xỉu cho thấy trận này kèo xỉu là khả thi. Dự đoán kết quả trận đấu Newcastle 0-1 Aston Villa.